Lời ca ngân lên trong niềm dạt dào cảm xúc khiến ký ức về chuyến đi lớp học kỳ trong quân đội ấy lại ùa về như những thước phim quay chậm. 7 ngày không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ đọng lại biết bao nhiêu kỷ niệm trong từng ngày, từng giờ, từng phút bên nhau, cùng tham gia khóa học, cùng trải nghiệm những điều bổ ích, lý thú. Nào các bạn, chúng mình hãy cùng nhìn lại hoạt động 7 ngày đã qua của lớp học kỳ trong quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2023. Ngày thứ nhất, bước vào quân ngũ. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, ngày mà tôi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của các chú bộ đội, ngày mà tôi được hóa thân thành một người lính trẻ đứng trong hàng ngũ quân đội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tôi bất chợt bừng lên một cảm giác tự hào, hãnh diện khó tả, xen lẫn với đó là một cảm giác hồi hộp, một chút lo âu vì đây là lần đầu tiên mà tôi rời xa gia đình, xa vòng tay của bố mẹ để tập làm một người chiến sĩ. Xung quanh ai cũng hồi hộp, có người còn nhõng nhẽo bố mẹ nữa. Tôi tự hỏi không biết hành trình 7 ngày sắp tới của mình sẽ như thế nào nhỉ. Ngay sau buổi lễ, lớp học kỳ trong quân đội di chuyển về trung đoàn 126, đại đội đã triển khai chia thành các trung đội thực hiện các nội dung nhận phòng, quân tư trang và trải nghiệm bữa ăn đầu tiên tại đại đội, tham gia thực hiện các nội dung khám sức khỏe, cắt tóc và chụp ảnh chân dung làm kỷ yếu, chụp ảnh từng chiến sĩ để triển khai cuộc thi ảnh chiến sĩ được yêu thích nhất. Đồng thời, đại đội được học 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của quân nhân, giới thiệu 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần theo quy định của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được hướng dẫn sắp xếp nội vụ, quản lý quân tư trang, được tham gia các trò chơi gắn kết bạn bè. Ngày đầu tiên trong học kỳ quân đội cũng là ngày đầu tiên chúng tôi thấy nhiều bạn tự tay giặt những bộ quần áo của mình. Không chỉ giặt quần áo cho mình, các bạn còn biết giúp đỡ bạn bè nữa đấy. Vậy là ngày đầu tiên trôi qua thật nhanh chóng với tôi chút bỡ ngỡ và mệt mỏi. Nhưng tôi và các bạn vẫn hăng hái tham gia các hoạt động vào buổi tối, sinh hoạt tiểu đội, đại đội, đồng thời tranh thủ ghi lại những cảm nghĩ của mình vào sổ tay chiến sĩ. Mỗi người một góc, dường như có rất nhiều tâm tư nhưng lại chẳng muốn chia sẻ với ai. Ngày thứ hai, học làm chiến sĩ. Tiếng kèn báo thức giờ tập thể dục buổi sáng vang lên như xóa tan ngày đầu tiên nhiều bỡ ngỡ. Các bạn chiến sĩ sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh và ổn định nội vụ. Ngày thứ hai chính thức bắt đầu với bài học điều lệnh đội ngũ, động tác nghiêm, nghỉ, tìm hiểu vũ khí, khí tài, học tháo lắp súng tiểu liên AK, học một số bài hát truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của đoàn và một số bài hát của học kỳ quân đội. Chúng tôi cũng đã được nghe và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam, được học võ thể dục với 8 thế tấn và 16 động tác võ thuật, cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian nhằm tạo sự gắn kết, hòa đồng giữa các thành viên trong lớp học. Giờ ăn tối đến cũng là lúc xóa tan đi sự mệt nhọc hiện rõ trên mặt chúng tôi. Mọi người tập trung vào ăn tối cùng nhau dưới bếp. Tuy rằng các món ăn không thịnh soạn, nhưng mà sao tôi thấy ăn rất ngon và tôi đã ăn được nhiều cơm hơn ở nhà. Có lẽ là do không khí vui vẻ khi được ăn cùng với các anh chị và các bạn. Tôi có cảm giác đây giống như một gia đình lớn vậy. Những bữa cơm khiến tôi cảm thấy bớt nhớ nhà và gần gũi với các anh chị, các bạn trong lớp nhiều hơn. Sau giờ ăn tối, các chiến sĩ tập nhảy dân vũ và các tiết mục văn nghệ. Với một lượng kiến thức và các hoạt động dày đặc như vậy, nhưng các chiến sĩ của chúng ta không những không thấy mệt mà trong mỗi chiến sĩ đều thể hiện sự cố gắng và quyết tâm. Ngày thứ ba, uống nước nhớ nguồn, hành trình đến với địa chỉ đỏ.
Hôm nay, vẫn như những ngày đầu mới đến, chúng tôi bắt đầu buổi sáng bằng những tiếng kẻng, những động tác thể dục, những khoảnh khắc trêu đùa nhau khi cùng đi ăn sáng. Thật háo hức khi các anh chị tình nguyện viên nói với chúng tôi rằng hôm nay chúng tôi sẽ được đi tham quan rất nhiều khu di tích lịch sử, nhà lưu niệm, những địa chỉ đỏ của quê hương Hưng Yên. Đúng 7 giờ sáng, chúng tôi lên xe bắt đầu chuyến hành trình dâng hương và tham quan. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đến là nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà tưởng niệm liệt sĩ Trung tướng Nguyễn Bình, được trực tiếp dâng hương, tham quan và nghe các cô chú kể về tiểu sử, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư và Trung tướng. Tôi và các bạn cảm thấy thật ngưỡng mộ, kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những vị nhân của mảnh đất quê mình mà trước giờ chúng tôi mới chỉ được tìm hiểu qua những trang sách tại ghế nhà trường. À, trước lúc chúng tôi lên xe tiếp tục chuyến hành trình, hình như có một bạn trong đoàn được các cô chú đưa về doanh trại. Có vẻ như bạn ấy say xe quá không đi được nữa. Trông bạn có vẻ rất buồn rầu vì không thể tiếp tục đi với mọi người. Thật là thấy thương bạn ấy quá đi. Buổi trưa, chúng tôi được đến tham quan khu di tích Chùa Nôm, một ngôi chùa cổ rất đẹp. Chúng tôi được chụp bao nhiêu là bức ảnh đẹp, được tham quan những pho tượng cổ, được tham gia giúp đỡ các bác trong chùa chuẩn bị bữa cơm chay cho mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn rất nhiều món chay ngon đến vậy. Thật là một bữa ăn đáng nhớ. Để khép lại chuyến hành trình, chúng tôi được đến tham quan và dâng hương tại nhà lưu niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên vào buổi chiều. Đến khoảng 16 giờ, chúng tôi lên xe trở về doanh trại trong không khí vui tươi mà chuyến đi mang lại. Chuyến hành trình ngày hôm nay tuy có chút mệt nhưng quả thật rất đáng nhớ. Mọi người ai nấy đều tự hào và thêm yêu quê hương Hưng Yên của mình hơn. Hóa ra quê hương tôi, mảnh đất địa linh nhân kiệt và giàu truyền thống đến nhường nào. Buổi tối hôm đó, chương trình giao lưu, chia sẻ yêu thương, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi như một bản nhạc trầm ấm. Các sư thầy đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều bài học về tình cảm gia đình, đặc biệt là với bố mẹ. Những giọt nước mắt đã rơi, cả hội trường ngập tràn trong cảm xúc lắng đọng, kết lại bằng những lời yêu thương trong những lá thư chúng tôi gửi về cho bố mẹ. Ngày hôm nay thật đáng nhớ với biết bao cảm xúc buồn, vui, những trải nghiệm thú vị, những phút giây xúc động khi nhớ tới gia đình thân yêu. Ngày thứ tư, học làm người có ích. Ngày tiếp theo với những quy trình quen thuộc, chúng tôi được tập huấn kiến thức về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và thực hành sơ cấp cứu người bị đuối nước, được học cách ứng xử với người lớn tuổi, cách chăm sóc bản thân, kỹ năng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Đó đều là những kiến thức, hành trang rất cần thiết được các anh chị giảng viên trang bị cho chúng tôi trên con đường hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Trong sự hào hứng, phấn khởi của chúng tôi, lễ hội té nước cũng đã được diễn ra thật vui nhộn với nhiều màu sắc và nhiều điệu nhảy sôi động. Mọi người rất nhiệt tình tham gia và cười rất nhiều trước sự vui tính của các anh chị quản trò. Tôi thấy chơi những trò chơi như thế này thú vị hơn rất nhiều so với những trò chơi điện tử mà tôi vẫn chơi ở nhà. Bữa cơm tối ngày thứ tư, các chiến sĩ đã hình thành tác phong của một người lính. Các công tác nội vụ cũng được triển khai có hiệu quả hơn. Có thể nói, các chiến sĩ nhì đã dần trở thành những chiến sĩ thực thụ. Buổi tối, các chiến sĩ tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ, nhảy các bài dân vũ và không quên viết những dòng nhật ký cảm xúc trước giờ đi ngủ. Cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời.
Ngày thứ 5, tham quan thực tế đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Một ngày mới lại đến, trên mỗi gương mặt chiến sĩ đều thể hiện niềm háo hức cho chuyến hành trình tham quan lữ đoàn 679, vùng 1 Hải quân. Tại đây, các chiến sĩ của chúng ta tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn, được nghe giới thiệu về truyền thống xây dựng và trưởng thành của lữ đoàn, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết giúp đỡ nhau làm tốt nhiệm vụ, trở thành những quân nhân có ích cho đất nước. Đó là những điều mà chúng tôi cảm nhận được khi đến lữ đoàn. Buổi chiều, chúng tôi di chuyển đến khu di tích Bạch Đằng Giang, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử nước ta. Những trận chiến đó gắn liền với tên tuổi của các bậc hào kiệt, vua Lê Đại Hành, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và đức vương Ngô Quyền. Khi nhớ về thế hệ ông cha ta ngày xưa, những con người quả cảm đã cống hiến hy sinh để đất nước có được độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển và ổn định như ngày hôm nay. Điều đó càng khiến chúng tôi thêm tin yêu tổ quốc, vững tin hơn với tư tưởng ước mơ của mình. Mỗi con người, mỗi thế hệ đều phải có trách nhiệm với tổ quốc. Ngày thứ 6, rèn luyện kỹ năng sống. Đã thành thói quen, 100 chiến sĩ thức dậy sớm, tập 16 động tác võ thể dục, ăn sáng, tiếp tục làm công tác nội vụ và triển khai tập trung rất đúng giờ. Khởi động một ngày mới hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn. Rèn luyện kỹ năng sống chưa bao giờ là thừa. Bởi vậy mà hôm nay chúng tôi tiếp tục được các giảng viên phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn, trao đổi những kiến thức và kỹ năng thoát hiểm nhà cao tầng, kỹ năng phòng chống cháy nổ, xử lý khi gặp hỏa hoạn với phương pháp giảng dạy sinh động, hấp dẫn. Sau buổi học, nhiều bạn cảm thấy thích thú khi không những trang bị được kiến thức cơ bản mà còn được tham gia hoạt động thực hành dập tắt một đám cháy. Có bạn tâm sự rằng, sau này muốn trở thành một chú lính cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy, mơ ước tuy nhỏ nhoi nhưng đủ thấy các nội dung lớp học đã hình thành trong suy nghĩ và ước mơ của các em, các nghề nghiệp định hướng cho tương lai. Nói đến đây, tim tôi như muốn thắt lại. Thoảng đâu đó nghĩ đến việc sắp phải xa lớp học kỳ quân đội, xa những người bạn mới, xa những ngày trải nghiệm là người lính với tính kỷ luật, xa anh chị cán bộ tỉnh đoàn, xa anh chị tình nguyện viên, xa các chú bộ đội. Sẽ không là nói quá, nhưng tôi tin rằng không chỉ có tôi mà với mỗi bạn chiến sĩ đều cảm nhận rằng học kỳ quân đội là nơi mà mỗi người khi nhắm mắt nhớ lại như có một cảm giác xốn sang như quện chặt trong lòng. Nơi ấy có biết bao kỷ niệm đẹp, bao cảm xúc, nụ cười, nước mắt.